Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Sony hân hạnh là đơn vị tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Và ngày hôm nay, Mai Anh đang có mặt ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng với Sony đến trao quà Tết Kỷ Hợi cho gia đình cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Và bây giờ, mình cùng đi nhé. Không khí lúc đó như thế nào ạ? Rất là tuyệt vời. Cổ động viên là đi khắp đường, rồi là cổ vũ, là cờ, rồi cả thứ băng rôn. Cảm xúc cái trận đấu ấy thì cũng là quá tuyệt vời. Trận Việt Nam gặp Philippines khi mà Phượng đưa bóng rất là ngoạn mục luôn. Nhưng mà khi mà sút thì lại không vào. thì không biết lúc đó hai bác thấy như thế nào? Trời ơi, nó quá nhanh quá. Dạ. Thì ở đây là... Lên thầy là đừng trời là hô hào là vào rồi, nhưng thật chắn sáu nhắm xem là thế này không thấy vào. Quay trở ngược về cái thời mà Phượng mới bắt đầu niềm đam mê bóng đá thì lúc đó là khi nào ạ? Phượng mới học lớp 3 kìa. Dạ. Thì nói khi đó thì chỉ có là đã trong cái gọi là ở cái xà nhà đấy á. Sau là bác là vì cho cháu lên chỗ trung tâm văn hóa của huyện Đô Lương là cách đấy gần 20 cây. Nói chung là khi nở thì điều kiện gia đình cũng rất là khó khăn. Yeah. Cũng phải vãi mượn bạn thóc rồi lợn gà cái để mà đeo em đi thôi. Dạ. Dạ thưa bác, theo như con được biết là để cho con Phượng được đá banh thì bác gái đây cũng đã hy sinh rất là nhiều. Cái đạp xe đạp chở Phượng 20 km để mà có thể đi tập đá bóng, thì không biết là bác có thể chia sẻ ra câu chuyện lúc đó không ạ? Vâng. Thì nói chung là cái hồi Phượng đứa con nhỏ và cháu là đá mí. Trường thầy dạy thôi là về nhà đấy thì buồn. Nên là con những biệt đá bảo người ái lên đến trung tâm văn hóa xin lên để đến tập là đến nhiều bàn. Tuần là 3 buổi, cả chủ nhật này là 3 buổi. Thì ở đến cái bàn bè đấu thôi thì để chờ con. Mặc dù mệt thì hồi đó thì nó mệt mất. Hồi nữa thì bạn cũng có sức khỏe. Ăn cơm trưa xong là hai mẹ con cứ chờ. Chở đi xe đạp, đường hồi xưa là đất, đường đất á, cứ một đoàn này là đất này, đoàn này là đá này, đoàn đất thì nhủ ngồi lên, rồi cái đoàn đá dắm thì nói con là xuống, hai mẹ con là dắt quá một cái khoảng đá nó rồi là lại cứ lên ngồi đi, không vất vả chứ mà con thấy cứ lái được chứ không ý định là con được lái để mà đi tuyển mà đi đá bóng. Lại cho con đi tập cho thoải mái cho toàn nguyện. 12 giờ là đi đạp lên đến thế nữa là khoảng 2:30 là đến sân. Có bữa mà đi chậm thì 3 giờ, ngày nắng như ngày mưa là cứ đi chứ không kỳ mà Phượng một bữa muốn mà này mẹ mặc công thì không lái được đi bữa là vừa được về là chắc có lẽ ăn cũng ngon thoải trong người Phượng cũng thoải mái cũng đi được nó cũng thoải mái. Đợi cho đến 5 giờ có bữa 5:30 mới ra về là điện nhà rồi đó 7-8 cho đêm. Yeah. Cha mẹ thì lái con đi thì trường đừng có kỳ cống với con. Trách nhiệm của cha mẹ thì nuôi con thì lái con phải đi rồi đừng có kỳ cống với con. Chứ cháu ăn thanh đạt rồi đi hỏi chứ hai bà con rất vui sữa cũng mừng phấn khởi con thanh đạt rồi cháu mẹ vui lắm. Mình là một tấm thiệp
Hiệp. Và chúc mừng năm mới do chính tay của tổng giám đốc công ty Sony viết tặng ạ. Kính chúc cầu thủ Nguyễn Công Phượng và gia đình nhiều sức khỏe và sẽ chinh phục được nhiều chiến thắng trong năm mới Kỷ Hợi 2019. Việt Nam vô địch. Cái âm thanh này gồm có một cái loa thanh ngang ạ, hai cái loa đứng và một loa sub thì sẽ tạo thành một âm thanh vòm đỉnh cao. Ngoài ra thì chiếc TV với cái chức năng voice search thì bác có thể tìm được những cái từ khóa bằng giọng nói của mình nữa. Công Phượng ghi bàn. Nhạc Tết. Bác nghe âm thanh như thế nào? Không, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Tết Kỷ Hợi vàng, sung túc cùng Sony. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.